cũng buồn lắm, không chịu nổi đâu, sốc lắm. Rồi thời gian rồi cũng quen cũng chịu, mình cũng nghe Phật pháp rồi mình cũng hiểu đây là cái nghiệp của mình nên mình phải trả, nếu mình không trả thì cái tới mình cũng trả nữa mà nặng hơn, nên em nghĩ vậy thôi, cứ sống qua ngày, ngày nào thì hay ngày đó vậy. À đây nó là nặng dây nó ha anh à. Em phải kê nó lên cho nó nhẹ. Trời nó sẽ... ơi tội nghiệp ghê ha, em chưa đi được cũng nản mà không sống nữa thôi, bác sĩ ơi, cứ mổ em đi à, còn 1% cũng được, nó mổ thì chết mình mổ cũng được, nó chứ sống chỗ này khổ lắm. Trời tội nghiệp. Dạ xin kính chào quý ông bà, cô chú, quý anh chị đang xem kênh Vòng Bảnh. Thì hôm nay thì Bảnh tới một địa điểm là huyện thị trấn Ngang Dừa, ấp Nội Ô với chú anh chị. Thì hôm nay thì có một quý mạnh thường quân nhờ Bảnh tới đây để thăm một hoàn cảnh, đó là một chị gái xinh đẹp với chú anh chị nhưng mà mang trong mình một cái bệnh u rất là lớn. Thì hôm nay thì Bảnh nhận lời của quý mạnh thường quân để mà tới đây thăm hỏi gia cảnh của chị như thế nào. Thì mời tất cả các chú anh chị cùng vào bên trong để mà trực tiếp gặp cái người chị mà đang bị bệnh đó các chú anh chị. Dạ em chào chị. Dạ thì chị có thể cho em gắn micro ở đây ha. Dạ. Để mình nói chuyện cho anh nó nghe cái tiếng. Bây giờ chị có thể chia sẻ với em chị là chị tên gì chị? Em tên Lý Thị Lệ Hằng. À chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi, ô vậy là nhỏ hơn em rồi. Thôi lỡ kêu bằng chị hay cho quen hả? Rồi chị có thể chia sẻ như là chị mang căn bệnh gì đó là bao lâu rồi? Em bể ra thì được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Nhưng bệnh mà thì mổ thì lúc 19 tuổi rồi. Rồi hiện tại chị sống với ai? Hiện tại giờ em đang ở mình. Ở mình rồi, mình bệnh gì, cái sức khỏe mình như thế nào? Dạ nó cũng bình thường. À, nó có hành không cái chỗ bú đó? Có uống thuốc nên nó cũng không có hành, không uống thì không có đi được đâu. Nó đau. Xưa giờ mình có gia đình chưa chị? Dạ chưa, em chưa có gia đình. Thì có mạnh thường quân nhờ em tới đây để mà gặp trực tiếp chị, thì sau đó để mà giúp đỡ cho chị đi trị bệnh ha. Chị có đồng ý không? Hôm nay em lại em quay phim lên đó, chị đồng ý cho em là quay phim nè. Dạ. Rồi thì hôm nay thì có mạnh thường quân ở bên Mỹ á, là nhờ em tới đây để mà gặp trực tiếp chị, coi có đúng như chị ở đây hay không, hay là bệnh như thế nào. Rồi cũng có nghe nói là ở đây thì có một bên hội từ thiện đang giúp đỡ cho chị làm cái gì đó, đúng không? Dạ, nâng nền nhà. À, nâng nền nhà lên hả? Nước dạ. Nhà mình ngập hả? Dạ. Vậy là cái nhà bên hông là nhà của chị, dạ, là mấy cô? Rồi chú ơi, thì chú có thể ngồi đây cho con hỏi gì chút xíu với chú. Dạ. Dạ, thì con giới thiệu cho chú, con là kênh YouTube Hoàng Bảnh. Thì con nhận lời mời của quý mạnh thường quân để mà tới đây thăm chị này. Chị tên gì quên anh? Em tên Hằng. À, thăm chị Hằng. Thì theo lời chia sẻ, chị Hằng đó ở một mình. Thì hôm nay thì con lại thì con gặp chú, là thấy chú bên đội của chú là đang làm nhà cho chị Hằng là như thế nào hả chú? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cháu Hằng á, thì cách đây 3 năm trước, cái khối u của cháu á, là nó bự trên 5kg. Sau khi quen biết cháu thì hội từ thiện cũng như ở địa phương, mà chú thì ở bên Kiên Giang. Qua bên đây thì có cũng như chị em đi theo để bắt dồi. Lúc đó cái khối u cháu là có dồi, bắt 17 con dồi. Cho nên vì vậy mà tới sau này, thời gian sau thì chú có thỉnh 3 bài thuốc thủy châm của Đức Quỳnh giáo chủ rồi tiêm chích cho cháu. Thì hiện giờ cái khối u của cháu khoảng chừng 1kg, còn lại khoảng chừng 1kg. Dạ. Rồi thấy hoàn cảnh của cháu, cha mẹ thì nghèo, phải đi làm thuê, rồi để cháu ở nhà mình ơn. Rồi lúc trước thì hội từ thiện cũng anh em mình ngủ địa phương, trong đó có đạo trên đồ nữa, trần trên đồ đẳng ha, lại mấy vận động sinh ton rồi cây để mà lợp cho cháu rồi. Nhưng mà thời gian thì cháu nó cũng than phiền là nó vì hoàn cảnh quá nghèo, rồi nước mưa xuống nó ngập, có thể cái nhà của cháu nhà nghèo rồi thấp hơn người ta cũng ngập lên tới khoảng 4 tấc. Rồi cháu thì bệnh hoạn gì không có tát được, mới mượn cái máy bơm của người ta đó. Rồi cái máy bơm hư cho nên thấy cũng xót lòng, rồi nhờ tất cả các anh em hùng phước, ví dụ như người 50, 100, 200 gì đó, để mà gom góp lại rồi bơm cát làm cho cháu. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị ơi, thì hàng ngày gì đó rồi á, mình có tiền để mà trị liệu hay là mua thuốc dữ không chị? Em
phụ bán bên đây nè. À mình phụ bán quán hả? Mình sụp trên đó thì bánh kẹo á. Mình đi nổi không? Mệt không đi vậy? Dạ, cũng đi nổi. À. Bây giờ chị có thể mà cho em xem một chút xíu cái chỗ mà bú được không? Cho em hả? Ừ. À trời ơi, chú chị quê cục bú quẩy quá trời. Theo đúng ra cái này con phải dở ra cho anh em quay luôn. Dạ, nhưng mà không có chỗ. Thôi, nó chảy nước vàng chú. Không, không, không sao con. Dạ. Có gì được rồi. Là bự cỡ này á hả? Không nhỏ lắm. À, ở đây ví dụ cái dòng này nè nghe, cái cục bún này mình thấy nè con, nó mô gì đặc biệt. Hồi lúc trước á là nó sẽ tương nước vàng nhiều, mà nó lớn lên có thể là từ đây tới đây, cục bún khoảng hơn 5 kg. Nhưng mà qua thời gian mình bó không còn ở trong đó, nó bự. Là thấy nó bự vậy đó, cho nó xẹp rồi đó. Thì ba bài thuốc thủy châm của Đức Quỳnh giáo chủ đó, rồi mình mới tiêm xung quanh rồi từ từ nó nhỏ dần nó ra da. Dạ, nó gì đâu rồi đó, đâu có da. Nay là nó kéo da lại hả? À, đúng rồi, nó da nè, hồi đó đâu có da, nó thịt tới đây luôn á. Trời ơi. Đó, cho nên vì vậy đó mà mấy chú cũng thấy nha. Thì hôm nay nhờ cháu đến đây để làm cái clip này để rồi nhờ Mạnh Thường Quân xa gần trong và ngoài nước khi thấy cái hoàn cảnh của cháu khó khăn rồi cũng giúp đỡ cho cháu, thì bây giờ tôi cũng xin đại diện và chân thành tri ân đến các cháu đã cũng như làm cái clip từ thiện này để giúp cho cháu Lý Thị Lệ Hằng ở ấp Nội Ô thị trấn Ngang Dừa để có được một số tiền để cháu nó lo trị bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chú cũng cảm ơn các cháu. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Chú ngồi đây chú. Mình ăn uống mình có kỵ gì không chị, hay là mình ăn tự do? Dạ tự thôi. Tử những gì đồ biển hả? Đồ biển, thịt gà, tôm, cua rồi đó. À, vậy mình ăn chay luôn đi. Ăn chay không? Có ăn chay không? Cũng có. Cái chị thì chị mang căn bệnh này là bao tổng thể là bao lâu năm rồi? Với em mới phát luôn nha. À. 19 tuổi tới giờ. Từ 19 33. Tuổi. 33. Là mình trị liệu được mấy lần mà đi trị là tổng mấy lần? Em mổ 3 lần, tiêm 1 tháng. À. 1 tháng là mổ 3 lần. Hay là sao? Không, năm em mổ, năm em mổ 1 lần, ba mỗi lần sinh tới khám lại mổ 1 lần. Dạ. Cái khám lại mổ 1 lần. Mỗi lần thứ ba cái nói là 50-50. Mắt em tia gom lại rồi cắt luôn. Dạ. Nhưng mà tia nó vẫn bự, không có nhỏ. Nó còn bự ra hả? Dạ, nó không có nhỏ lại. Này là hồi đó mình đi đâu, đi Sài Gòn hay đâu? Dạ, mới đầu đi khám bệnh viện 155. À. 115 hay 155? 115. 115. 115. Rồi sao mới em mổ 3 lần cái đó không á? Dạ. Là mỗi lần mổ gì mới tốn khoảng bao nhiêu tiền chị? Hai mấy triệu. Hai mấy triệu một lần. À. Mình ăn uống luôn á, mình phòng thuốc à, này, kia phòng thuốc luôn. Rồi lúc đó nếu mà mình đi trị đó rồi tiền đâu mà mình trị chị? Làm. Ừ, đi làm ở đâu? Em đi làm với Sài Gòn á. À, hồi đó mình làm bên gì chị? Bán cơm phụ quanh rồi. À, bán cơm phụ. Cũng làm công trình á. À, rồi mình lúc đó mình phát hiện bệnh là mình như thế nào? Nó bị đau hay là bị sù luôn? Nhất ngủ không được, nó lối đây. À, lối cái xương sống hả? Rồi sao từ từ như thế nào chị kể rồi? Nó hành mình đau nhất, ngủ không được rồi hành mình đau nhất. Rồi, không có nó mình bình thường à? À. Bình thường rồi đầu đi mổ, mỗi lần đầu tiên là cắt 2 cây xương sườn. Cắt xương sườn rồi luôn đó hả? À, 9 cây 10 cây mở lần mổ đầu tiên á. Lần thứ hai rồi đầu cái mổ cắt cho đó. Rồi đầu cái tia đó, hết tiền đủ điều kiện nữa. Rồi về nhà uống nam xong người ta cũng không thấy bớt. Người ta nói là cái bụng bự ra như bà bầu vậy đó. Người ta nói là chắc bị ém. À. Mình bùa ém. Rồi đi dắt đi ông thầy á, lúc đó chưa gặp cậu ba. À. Cái dắt đi ông thầy đắp bùa rồi gũ đó, ngay cái chỗ chân mình mổ á. Cái nó lét rồi đó, nó lỡ lét. Là ngay cái chỗ mà nè, nó đâu đắp bè, đắp ngay cái chỗ mình đi mổ đó. À. Đắp ở đây, cái nó lét ra. Nó lét thì có một bụng bự đó, cái nó xì ra, đâm cái bụng nhỏ, cái nó đây này bự. Cái sau này cũng có người hỗ trợ em đi lên bệnh viện ông bú á, 2018 á, lên bệnh viện ông bú. Cũng khám nói em mổ không được, nó là bú sợi mạch máu. Bú sợi mạch máu luôn hả? Mổ không được, nó là thôi
lúc đó em chưa đi được, cũng nản lắm, không muốn sống nữa. Thôi bác sĩ ơi, cứ mổ em đi, còn 1% cũng được, nó mổ thì chết mình mổ cũng được, nó chứ sống chỗ này khổ lắm. Trời, không có ai nuôi, không có ai nuôi thì nằm đóng đó. Rồi mổ về, xong không được thì đi về, rồi mới gặp cậu ba nè, mới chích thuốc cho rồi mới đi được. À, giờ mới khỏe, cũng nhờ, nhờ cậu ba ở đây, cũng hỗ trợ tận tình ha. Rồi thì hôm nay á, bây giờ em tới đây em quay thì có Quý Mạnh Thông Vân nói á, thí dụ giờ đưa chị lên Sài Gòn chị bệnh á, rồi chị có thể đi được không? Em cũng phải hỏi người nhà. À thì hỏi người nhà, nói chung là đi chị bệnh phải có người nhà đi theo nữa. Nếu có người chị bệnh cho con thì đó là một cái điều rất quý. Thì con phải cảm ơn cái người Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ chị bệnh cho con. Để cho nó hết bệnh rồi về, đặng mà mình lo cái công việc làm ăn của mình, rồi gắng lo tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Nói gì đó. Cái con trẻ quá trời luôn nè. Trời đẹp gái đó chứ. Mà bây giờ mình chỉ hết cái bệnh đi là mình đẹp gái rồi. Ha, có nhà mới rồi, thì nhà mới thì em thấy bên hội từ thiện cũng đang hỗ trợ cho nhà mình. Để mình nâng, cái này nâng nền không hay là làm gì nữa chú? Hay là sửa lại tầng 1? Nâng nền, rồi nâng cái cửa buồng, rồi sửa hồng ân tam bảo, rồi cắt cửa trước để mà làm cửa sắt cho cháu, nó kéo ra cái vô cho nó rộng nó sáng. Thì toàn bộ cái kinh phí này thì do bà con ủng hộ, rồi có một cháu ở gần đây thì cũng ủng hộ 10 bao xi măng, rồi bên cạnh thì 12 khối cát, mà trước đây anh em đồng đạo cũng mua hết 6 khối, rồi làm mua đường ống nước, rồi xi măng, rồi vân vân thêm vậy đó. Nhưng mà tôi nếu mà chiếc tính hết thì khoảng cũng tầm khoảng chừng 20 triệu. À, dạ, nó mua gì đâu. Phí đây là khoảng 20 triệu thôi. Dạ, dạ, như vậy đó. Thì hôm nay con tới đây thì con xin chia sẻ video này lên YouTube. Nếu mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị á, thì em sẽ đem những số tiền mà Mạnh Thường Quân gom góp được thì đem đến đây trao cho chị, để cho chị có tiền để mà chị bệnh, với cái phần thứ hai nữa để mình sửa cái nhà cho hết bị ngập ha. Tại mình ở một mình đó chị, là cũng là con gái cũng thấy tội lắm, nếu mà bệnh hoạn như vậy không có thể dọn dẹp nhà cửa được, nước nó vô nữa. Bây giờ thì chị có thể đưa em đi tới cái nhà của chị đang làm ha, đi hai chị em có thể qua bệnh. Dạ chưa, con đi vô đây chưa? À, kính thưa tất cả các chú anh chị, thì bây giờ thì Bảnh cùng với chị Hằng sẽ qua bên nhà của chị Hằng như thế nào, đang sửa sang đó chú anh chị. Chị, chị đi trước đi, đi nặng không chị? Dạ không, em đi được. Đi được ha. Dạ. Qua cái chú Chinh. Dạ, đất này là đất của mình hay là đất của ai chị? Dạ, đất nhà em. Đất chính chủ luôn ha. Dạ, nó đo khung này. Nó lót xong nó mới lại. Không, lót xong rồi nó mới lại. Hả? Lót xong rồi nó mới lại mà. Cái này là hành lang hả? Dạ, trước nhà đấy hả? Dạ. Có phòng ngủ của chị làm ở chỗ nào? À. Em đang giẫm hai cái cột này nè ha. Hả? Em đang nhân giẫm hai cái cột này. À, là mình ngủ mình nhân giẫm cột này thôi hả? Chứ không anh nằm ấy được hả? Dạ. Cái này là nhà vệ sinh là mình có luôn hả chị? Dạ. Rồi mình xài nước sạch hay nước... Nước sạch luôn ha. Đây là phòng thờ. Cái phòng thờ. Không, phòng thờ chứ. Tại nó lăn lên đó nha. À, cửa dời qua đây. Thì bên đây mình có xây không chị? Hay là mình lấy dách để sử dụng không? Ở tường của người ta. Thế mình xây lấy cái tường của mình đó. Này tường của ai? Tường của ta luôn hả? Dạ, tường của người ta. Trời, đất có nhiêu đây hả chị? Dạ. Để nó mua gì là tập thì hồi lúc trước đó là cái máy này cháu đi vô đây là nhà mình thấp, còn thành ra cái mát xối này nè, mưa là nó sẽ đổ xuống đây, đổ xuống đây, đổ nước dùng ở đây. Dạ, là cái nó ngập cái đường ống dưới này nó bị nghẹt, cho nên bao nhiêu nước là nó sẽ dồn vô nhà của cháu hết. Rồi có lúc mưa là nó ngập lên 4 tấc ngoài nha. Rồi hoàn cảnh của cháu thì đang bệnh gì đó thì cháu cũng thấy đó ha, cho nên vì vậy mới thấy xót lòng, rồi thấy anh em mới hùng phước lại làm cho cháu lăn đường ống mới rồi vân vân. Dạ, chi phí là mình bên chú là góp được có khoảng 20 triệu thôi hả chú? Dạ thì mình nói chung là mình
xin được bao nhiêu á, bà con đóng góp hùng phước là được bao nhiêu là mình sẽ làm cho cháu hết bao nhiêu. Dạ. Rồi nếu mà cái nhà này nếu mà mình xây lên mấy cái này, xây bích này được không chú? Cột là cột của nhà chị Hằng phải không? Dạ đúng. Cột của em. Dạ. À, cột của chị Hằng thì bây giờ theo chú có thể mà xây đây. Cái này là bên Facebook bên gì? Dạ con bên kênh YouTube. Kênh YouTube. Dạ. Kênh YouTube mà gì nữa? Hoàng Bảnh. À, thì bây giờ hôm nay cũng nhân vào ngày mùng 6 tháng 9 năm Nhâm Dần thì được cái đoàn YouTube Hoàng Bảnh đến đây để mà quay cái clip phim của cháu Lý Thị Lê Hằng và được sự hỗ trợ của bà con trong và ngoài nước hay hoặc là những nhà mạnh thường quân để mà giúp cho cháu, thì nếu giúp cháu bao nhiêu thì chúng tôi sẽ làm bấy nhiêu. Dạ nó vậy. Nhưng mà cái trước mắt thì thay mặt cho cháu là xin chân thành kính chúc đến tất cả những nhà hảo tâm, những nhà mạnh thường quân được là vạn sự an lành ha, gia đình hạnh phúc gặp thường vận may, để rồi mình cùng nhau mình giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn như hiện nay của cháu Hằng. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú nhiều sức khỏe. Thì theo ý con thì bây giờ thì con muốn là xây một cái vách tường riêng cho chị Hằng đây. Xây bích luôn chú. Tại vì nếu mà không xây bích á, cái chỗ này là nó bị ứ nước rồi nó sẽ có muỗi. Nó có muỗi, nó ruồi rồi đó, nó rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Bây giờ thì cái tường này là tường của nhà bên kia. Đúng rồi, kia cái máy xuống đó. Rồi bao nhiêu nước thì nó cứ đổ về bên đây hết. Cho nên cái đường ống nước ở dưới này nó sẽ bị nghẹt rồi. Nó không chảy được cho nên nó cứ tràn vô nhà, ngập lúc nhà hết. Cái vậy đó. Xây bích đi chứ để nước tạt hư tường hết trơn rồi. Dạ dạ, nó mua gì đâu. Xây bích này đâu có nhiều hả chú ha? Dạ. Rồi mình làm luôn đi chú, làm luôn. Dạ nó mua gì đâu. Trong thời kỳ mà mấy anh thợ đang làm đó rồi thiết kế, tại phần này là không có trong hợp đồng không chú? Dạ dạ, đúng rồi đó. Bị mình kinh phí mình nó cũng cạn kiệt rồi. Thôi thì chú cứ xây cái phần này giúp con đi ha. Dạ. Xây bích lên sao mà đừng có cho nước chảy xuống và nó tạt vô nhà. Đó. Nếu mà mình để như vậy thì sẽ có ruồi bu gắn gít nó ở đây. Dạ. Nó không có tốt đâu. Tại vì nhà nhỏ mà. Giờ chị Hằng thấy sao thì em sẽ mà hỗ trợ cho chị xây cái bích cái phần sau luôn, đừng có cho nước tạt. Chị đồng ý không? Dạ em cảm ơn nhiều. Dưới lại cái phần lót gạch nữa. Lót gạch là bên đây có làm luôn không? Lót gạch bên tường á là bên hội nè, mấy chú này nè là có là hỗ trợ luôn không? Ốp gạch tường á, chú là đội trưởng hả chú? Thì chú có thể chia sẻ với con thì chú là bên gì chú? Hội Thị Trâm. Của Phật giáo Hòa Hảo. Của bên Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Thì con tới đây thì con xin là chia sẻ với chú luôn. Thì con tới đây thì cũng như là có một quý mạnh thần quân á là nhờ con tới đây để mà giúp đỡ cho chị Hằng. Tại thấy căn bệnh này rất là nhiều tiền. Với lại sẵn bữa nay thì hữu duyên thì con tới đây thấy bên đội của chú, bên hội của chú đang hỗ trợ như là sửa nhà lại. Thì nghe lời của chú ba nãy nói là mới chi phí khoảng 20 triệu đúng không chú? Đúng rồi. Dạ, như vậy là chưa chắc là đủ đâu đúng không? Thì bây giờ thì con sẽ nói với chú ba hồi nãy là xây bích cái cửa sau, cái đường sau. Mình lấy cái vách riêng của mình luôn để mình đặt cái ống nước cho nó chảy ra ngoài. Đúng rồi. Tại vì nếu mà không xây như vậy thì muỗi ruồi đồ nó ở đó nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị. Tại vì bệnh đó, bệnh bú này thì muỗi ruồi nó rất là nó bù. Đúng. Mình có mình làm nữa. Dạ. Nếu như mình có thêm nữa là mình làm thêm nữa. Rồi. Nha vậy đó. Dạ. Hiện bây giờ thì cái vốn mình đầu tư mình làm chỉ được bao nhiêu thôi. Dạ. Vậy là bên chú là hiện tại là nâng nền và lót gạch. Lót gạch và làm cửa sắt đài loan cho cháu. Dạ, làm cửa kéo luôn ha. Cửa kéo sắt đài loan. Dạ. Ví dụ như là có cửa sổ không? Cái này có cửa sổ không? Cửa đài loan thì khỏi sổ. Khỏi thôi. Bởi vì cửa kéo hai bên nó dạt ra là nó thoáng rồi. Dạ. Đâu cần gì phải làm cửa sổ. Xung quanh này thì mình nhờ dắt mình thôi mà mình đâu có làm cửa sổ được. Cái này là mình tô không chú? Đường dắt bên kia không? Chỉ tô tới đây thôi. Bởi vì bây giờ chưa có điều kiện để tô thêm. Nếu mình có điều kiện nữa thì mình tô sát lên luôn. Dạ. Hoặc là mình có điều kiện nữa thì mình dán gạch. Dạ. À, mình dán gạch cho nó sạch sẽ. Còn dạ, bây giờ hiện giờ là cái tài chính nó không cho phép mình làm nữa. Nào có tiền thì dạ, ở đây là tính tiếp cho cháu nó. Okay, chú. Rồi, con cảm ơn chú nhiều ha. Rồi. Sau này hữu duyên thì chú cháu này gặp nữa. Rồi, chú rồi. Cũng làm bên giúp người luôn hả chú? Tôi thì là hội Thủy Trâm Phật Giáo Hòa Hảo mà thuộc của ban từ thiện phía nam của trung tâm UNESCO Việt Nam.
Dạ. Đi khắp nơi, kể cả đi nước ngoài luôn, để điều trị bệnh miễn phí cho bà con. Dạ. Ở các nơi. Dạ. Nói chung là trong nước và ngoài nước. Dạ. Thành ra là chuyên đi làm từ thiện, không xuống trị bệnh cho bé mới gặp tình trạng này nè. Dạ. Rồi mới làm, chứ còn nếu mà tôi không xuống đây tôi đâu có gặp. Dạ. Nói chung nó cũng có duyên với cháu Hằng. Dạ. Vì vậy mà mình thấy hoàn cảnh tường dịch về, tôi mới đôn đốc anh em làm liền. Dạ. Trong vòng không quá từng lễ là phải cho hoàn thành cho tôi. Dạ. Thì anh em ở đây không phải là một nơi mà các nơi. Các nơi ha. Vừa giúp người, vừa cứu người. Dạ. Nói chung là bệnh hoạn cũng trả luôn. Dạ. Tại tại vì mình cũng có xe từ thiện luôn. Dạ, có xe từ thiện luôn. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, dạ, chú nhiều sức khỏe thì sau này hữu duyên chú cháu mình sẽ gặp nữa chú ha. Dạ, rồi, rồi. Dạ, dạ. Xin chào. Dạ, dạ. Thì chị ơi, thì bây giờ em có nói với bên hội của chú luôn đó, dưới lại chú ba hồi nãy. Thì bây giờ cái phần đó thì em sẽ như là chút xíu nữa em sẽ đưa tiền cho chị để chị làm cái phần đó. Chị thấy rằng nếu mà ngôi nhà của mình nhỏ như vậy, nếu mà có ruồi muỗi thì rất là bực bội đúng không? Nó bu vô mình á, rồi mình vệ sinh. Thí dụ như chị nằm võng đi, bây giờ đang nằm mà nó bu vô cái chỗ vết thương của chị á. Đó, là nó sẽ làm cái ô nhiễm cái vết thương của chị. Không làm đâu, rùi á, nó vô lắm, vô nó đậu cái nó đẻ trứng liền à. Dạ. Ừ, làm thật đó em có dòi. Có dòi luôn phải không? Ừ. Trời ơi. Đó mới đậu, không biết bó. Ừ. Là mà cái chỗ vết thương đó mình có nguyên con dòi đó luôn. Nhiều chứ. Nhiều luôn hả? Mới đầu nó như con kiến vậy đó. À, cái nó nở. Ban ngày con như con kiến mà tối em xong cái mai em thay nó bự. À, kính thưa tất cả các chú anh chị, thì bây giờ thì Bảnh xin phép được xin chị Hằng, cho chị Hằng dỡ cái chỗ mà cục bú á, cho quý ông bà cô chú biết khán giả xem cục bú như thế nào. Để chú anh chị thì nguyên một bọng luôn chú anh chị, rất là cái này nặng lắm hả chị. Thôi chị đừng có gỡ ra cái chuyện nó ấy á. Nên em mới giác cái này nè. À, phải đeo một cái dây nữa hả? Dạ. À, đây nó là nặng dây. Nó nặng á anh. Em kê nó lên cho nó nhẹ. Trời nó sẽ... ơi, tội nghiệp ghê á. Rồi ôi cái chú chị ơi, quá trời luôn. Thôi chị đừng có gỡ ra. À, không gỡ em phải hé thôi. Ừ, nó rồi ban đêm thì mình có đa có băng không? Rửa lại hả? À, mình rửa hả? À, mình rửa vệ sinh, mình tháo ra mình rửa thay lại. Cái băng này mình một tháng mình xài nhiều hay là mình nếu buổi sáng em thay. Ừ. Nếu mà chiều tối em tắm nữa thì em thay ra. Ừ. Là hai lần. Ừ. Ngày mình nếu là mình xài hai lần. Mình mua gì một lần nhiều, số lượng nhiều. À, em mua dùng tuần à, hết rồi em lại mua tiếp. Nhiều tiền không chị, cái băng đó? Cái này luôn một ngày khoảng 30 ngàn. Một ngày 30 ngàn. Mình mua cái này riêng, băng keo riêng, rồi giải riêng, bông gòn riêng. Ừ. Oxy gà, nước muối riêng. Ừ. Băng keo riêng. Trời ơi. Rồi giải mình mua nữa. Rồi anh em là có ai giúp đỡ cho chị không? Dạ cũng khổ không à anh ơi, đứa thì có chồng rồi, có chồng có con rồi. Còn thằng Út thì nó mới có mấy tuổi à. À. Thì hiện tại là đi làm xa hết trơn hả? Dạ, ở Đồng Nai hết. Ở Đồng Nai hết. Là cha mẹ có chị còn không? À, ba em mất được năm mấy rồi. Ừ. Còn mẹ? Mẹ giờ, mẹ chị ở đâu giờ? Mẹ em cũng ở Đồng Nai với em Út á. À, đi Đồng Nai. Với nhỏ kế á. Cô lên đó làm gì, giữ cháu hay là đi làm? Dạ, bán, buôn bán không ạ? À, buôn bán. Dạ. Và chị bệnh thì chị ở nhà. Dạ. Là nhà thì mai mốt là mẹ của chị về là ở nhà này luôn phải không? Dạ đúng rồi, Tết thì họ về ở được tuần. Ừ. Tên Tết rồi nghĩ. Ừ. Trời ơi, tội nghiệp ghê luôn á. Cái cảm giác của mình á, thì mình tuổi còn trẻ mà xinh đẹp như vậy đó, mang căn bệnh gì, mình thấy cái cảm giác của chị như thế nào? Mới đầu thì em cũng buồn lắm, không chịu nổi đâu, sốc lắm. Ừ. Rồi thời gian rồi cũng quen cũng chịu, mình cũng nghe Phật Pháp rồi mình cũng hiểu đây là cái nghiệp của mình, nên mình phải trả, nếu mình không trả thì cái tới mình cũng trả nữa mà nặng hơn. Nên em nghĩ vậy thôi, cứ sống qua ngày. Ngày nào thì hay ngày đó thì mình cũng nhờ mấy cậu Phật giáo Hảo giúp đỡ cho nữa. Chứ sớm tiền cũng cho gạo, mì, dầu ăn rồi đó. Ừ. Người ta cũng cho nên em không có tốn tiền gạo. Ừ. Ở mấy năm rồi không có tốn tiền gạo. Có người ta thương mình không? Lúc mình có, chưa có chứ, mà. Cũng có. Ừ. Là dự định là cũng dự định lấy chồng cái phát bệnh ra, cái mình phải gác bỏ ước mơ đó luôn đó. Dạ, mình không làm gánh nặng cho người khác. Rồi, thương chị quá ha. Ừ. Là chị thường ngày là chị ở nhà chị nghe kinh hả? Hay là sao? Có nghe kinh không? Dạ, cũng có nghe. Ừ. Là mình nghe bằng cái máy hả? Em nghe bằng cái điện thoại. Nghe bằng điện thoại hả? Dạ. À, thưa tất cả các chú chị, thì bây giờ thì Bảnh xin mời tất cả các chú chị cùng ra ngoài. Thì hôm nay thì Bảnh tới đây thấy nhà của chị Hằng cũng đang là mấy chú từ thiện đang hỗ trợ làm như này đó.
Nhưng mà số tiền của bên bên đội thì nghe nói là được có khoảng 20 triệu thôi các chú anh chị. Thì nếu mà sửa nhà lại 20 triệu thì không có tiền nào đủ. Thì Bảnh tới đây thì Bảnh xin phép là ok clip này lên, nếu mà được sự trợ duyên của quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho chị Hằng là 33 tuổi mang căn bệnh bú như thế này á, thì được bao nhiêu thì Bảnh sẽ đem tới đây bao nhiêu để giúp đỡ cho chị Hằng. Mong rằng có số tiền, đủ số tiền để cho chị Hằng trị hết cái căn bệnh này và để lại và có một cái ngôi nhà ở để cho khang trang hơn, để không còn là lo về nước ngập hay là những con ruồi con muỗi gì nó bu vô cái cục bú á, nó bị dòi á, rất là tội nghiệp cho chị. Và bây giờ thì nếu mà chị nằm giường là không bao giờ được đúng không? Chị nằm võng đâu phải không? Dạ, tại em nằm nó không có thông cái chân nó phù. Nó nằm xuống cái nó bị nghẹt hay sao không biết. Nó nằm là nó sẽ phù hai cái chân. Là phù chân. Còn nằm võng là không phù là nước sẽ nó chảy ra bên này. Dạ, mình bó đó nó dịch nó ra bên đó. Là mỗi lần thay băng là cái băng đó, cái miếng băng á nó nước vàng hay là nước gì? Nước vàng. Nước vàng là nó ướt nhẹp luôn hả mỗi lần? Hay là sao nó rút ra nhiều không? Dạ cũng nhiều. Thì tội nghiệp cho cháu phải đi làm khoảng 50.000 để tận dụng cái. Dạ làm bên gì chú? Chú qua đây nè, chú nói chuyện cho lắm. Bán kẹo đi học sinh. Dạ là phụ bán hả chú? Dạ. Cháu phải đi làm bán cho trẻ em phụ đi làm mỗi một ngày gì 50.000 để cháu dành dụm cái số tiền đó để mà mua băng thay cho trong cái mục đó đó. Bị một ngày phải thay hai lần. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thấy cũng bức xúc cho cháu, thấy tội cháu lắm. Dạ. Thì bây giờ hai chị em mình cùng qua bên nhà của người hàng xóm để mà ngồi tâm sự chút xíu nữa hai chị ha. Dạ. Thì hôm nay thì em tới đây á, em được quý mình thần vân nhờ em tới đây thì mà xem tình hình của chị như thế nào để mà tìm đường giúp đỡ chú. Dạ thì sẵn có duyên hữu duyên tới đây thì Mạnh Thường Quân có nhờ con đem số tiền tới đây. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước, thì hôm nay thì Bảnh hữu duyên tới đây thì có quý Mạnh Thường Quân nhờ Bảnh tới đây để thăm một hoàn cảnh, đó là chị Hằng 33 tuổi đang mang trong mình là một cục bú rất là lớn của chú anh chị. Thì quý Mạnh Thường Quân có nhờ Bảnh là trao cho chị Hằng là 200 đô, tương ứng là 4.780.000. Thì bây giờ thì Bảnh xin phép và lấy số tiền này để mà trao cho chị Hằng để mà có tiền mà để mua những là băng hay là thuốc để mà lao chùi cái chỗ mà vết thương á. 200 đô là số tiền là 4.780.000, em sẽ trao cho chị. Chị đến mà kiểm tra giùm em ha. Dạ. Đây là của cô Nguyệt ở Đà Lạt bên Mỹ á. Con niệm Phật rồi cảm ơn cô Nguyệt. Dạ. Cảm ơn Di Đà Phật. Xíu đếm liếm có sao đâu. Đúng không? Đúng không chị? Dạ dạ đủ rồi. Dạ. Rồi con niệm Phật rồi cảm ơn cô Nguyệt, rồi chúc cô Nguyệt nhiều sức khỏe. Dạ. Làm ăn thịnh vượng. Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ con trong hoàn cảnh khó khăn này. Con rất biết ơn nhiều. Đó là đó, tức là cái dây đó dây đeo phải không? Dạ. Trời ơi, cứ đeo suốt năm ha chị. Dạ, cho nó mình đi cho nó nhẹ. Đi nhẹ. Dạ. Là sức khỏe mình là vẫn bình thường, nó chỉ là mang cái bú thôi. Dạ. Mới có hay bị mệt bất tử hay không? Đổi thời tiết á, trời lạnh nó trời lạnh là nó đau nhất hả? Dạ. Mạnh Thường Quân ở Thụy Sĩ là hay gửi cho con á, là dạ, như là gặp những người đau ốm, người già á, thì sẽ trao tặng một cái máy nghe kinh để mà cho người nhà sẽ nghe hơn buổi tối, thì mở nhỏ nhỏ. Nè, cái này chị biết sử dụng rồi phải không? Em chỉ cho chị nè. Cái này dễ lắm. Cái này chị cắm cái đầu này vô cái lỗ này nè. Dạ. Ha. Rồi chị cắm vô đây. Rồi xong giống như radio của mình gì đó. Này mình đẩy lên là mình nó mở nè. Đó. Mình mà kéo xuống ngay cái cách đã tắt, đúng không? Nó rất là dễ. Đó. Thì em xin thay mặt quý Mạnh Thường Quân ở Thụy Sĩ là gửi tặng cho chị là một máy nghe kinh để mà buổi tối mình ngủ mình mở chú mình niệm Phật đi. Biết đâu thì cái phép màu sẽ đưa cho mình hết, như là mẹ Văn Âm nào đó phù hộ cho mình hết cái căn bệnh này. Biết dạ. Sao đâu chú ha, sự may mắn bất tử. Xin chào cho chị luôn ha. Đúng dạ, quý Mạnh Thường Quân Thụy Sĩ. Dạ, cho em cảm ơn Mạnh Thường Quân Thụy Sĩ, em cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Thì cũng giờ cũng chưa rồi, thì em từ đây hiểu là em cũng xa về bệnh á, ở đây xa mà tới đây thì thấy chị thì em rất là thương, thấy tội nghiệp lắm. Tại vì cuộc sống của mỗi người đó ai cũng muốn là được trọn vẹn đúng không chú? Nhưng mà không may cho chị thì những điều mà mơ ước bao nhiêu nó tan tành hết trơn rồi, không có được như người ta.
đúng ra như tuổi của chị bây giờ là có chồng có con để mà chăm sóc gia đình, đúng là cuộc sống nó sẽ khác hơn hả chị ha. Trước khi kết thúc chương trình của Hoàng Bảnh, tôi xin đại diện cho nhóm từ thiện ở Vĩnh Ti cũng như ở thị trấn Ngang Dừa chân thành xin cảm ơn Bảnh cùng tất cả các anh chị em mạnh thường quân đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo, nói chung là hết tất cả trong đất nước Việt Nam. Vì vậy mà rất là chân thành tri ơn đến toàn thể chư quý vị và nguyện cầu ơn trên 10 phương chư Phật và tổ Phật thầy, nhờ ơn trên ban bố phước duyên cho toàn thể chư quý vị được hưởng trọn phước duyên trong tình thương của Đức Phật và được vạn sự lành. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú. Dạ cho em cảm ơn anh đã đến đây hỗ trợ đỡ em và mấy mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ. Rồi có duyên thì anh em chị em mình sẽ gặp lại nữa. Thì em tới đây sẽ em đăng clip này lên ha. Dạ. Chị đồng ý không? Dạ em đồng ý. Rồi kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả và quý mạnh thường quân đang xem kênh Hoàng Bảnh, thì bây giờ thì Bảnh xin được khép video tại đây. Một lần nữa xin Hoàng Bảnh xin chân thành cảm ơn cô Nguyệt ở Dallas rất là nhiều và cô Mạnh Thường Quân ở Thụy Sĩ đã có tấm lòng vàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa cũng như là hoàn cảnh của chị Hằng ngày hôm nay các chú anh chị. Bây giờ thì Bảnh xin được khép video tại đây, xin kính chào và hẹn gặp lại.